có nghiên cứu mới hé lộ từ di chúc của nghị sĩ Vũ Linh để lại, đồng thời tố cáo mọi thủ đoạn xấu xa của phe đối lập. Từ trước đến nay, nhiều khán giả vẫn lầm tưởng rằng ông chú Việt Kiều Sạc Thành chính là bạn tâm giao chí cốt từ thuở hàng vi của nghệ sĩ Vũ Linh đến nay. Trước khi biến cố xảy ra, khán giả vô cùng quan tâm đến những thành viên trong gia đình cậu Năm, từ cô trợ lý Kim Nga cho đến cậu Thành. Mỗi khi họ lên mộ đều được người hâm mộ vây quanh, cũng bởi thương yêu nghệ sĩ Vũ Linh nên họ quý luôn những người ở cạnh cậu Năm. Và khán giả cũng gửi lời cảm ơn không ngớt đến họ vì đã lo lắng và chu toàn mọi thứ cho nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy nhiên, ở trong chăn mới biết chăn có rợn, mà ở lâu mới biết lòng người ra sao. Từ khi nghệ sĩ Vũ Linh về nước mẹ thì họ lại một lòng một dạ với mẹ con bà Sáu Bào mà cô lập Hồng Loan, xem Hồng Loan như một người thừa và nói đúng hơn là cái gai trong mắt. Từ việc tiền phúng điếu tự ý kêu gọi quyên góp tiền của khán giả cho đến việc lập mộ cho cậu Năm Vũ Linh, có lẽ khán giả để xem đoạn video bọn họ ngồi ở nghĩa trang cùng ban quản lý bàn về việc thiết kế và lập mộ thì Hồng Loan đứng ở đó nhưng chỉ dám lén nhìn qua, nói thẳng ra là không có quyền gì trong chuyện mộ phần của ba mình. Lúc đó bà chủ nhà Hồng Phượng thật oai phong làm sao, cầm sắp tiền đếm trong phong thái tự tin và đưa ra ý kiến phải làm cái này, phải làm cái kia cho cậu Năm. Và tuyệt nhiên lúc này Hồng Loan chẳng có chút giá trị gì. Cho đến khi mọi thứ không nằm trong kế hoạch, cứ tưởng Hồng Loan ngu ngơ dễ điều khiển, như đâu ngờ rằng cú phản bác của Hồng Loan lại làm cho mẹ con bà Sáu Bào ngỡ ngàng ngơ ngác đến bực ngửa. Hồng Loan thắng tuyệt đối với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong và ngoài nước, còn mẹ con Hồng Phượng thì sao? Đi phải cúi đầu, mở miệng là ăn chửi, sống trong nhục nhã ê chề. Chắc Hồng Phượng cứ nghĩ mọi việc suôn sẻ, mình là bà chủ nhà sau khi cậu Năm mất, mở tài khoản quyên góp tiền cứ thế mà về túi của mình. Cậu Năm mất ngày 5 tháng 3, thì ngày 22 tháng 3 đã tậu ngay xe ô tô bạc tỷ. Con tự hào lên mạng khoe rằng đây là món quà mà lúc còn sống cậu Năm đã hứa mua cho mình. Hay thật, thương cậu, yêu cậu mà lại lợi dụng danh tiếng cậu xe dựng cả đời để lấy tiền khán giả rồi mua xe cho mình. Thiệt là nhục nhã không để đâu cho hết. Khi mọi việc đổ bể, họ im lặng nhưng không phải hối lỗi, mà là đang gây dựng những thủ đoạn mới nhằm buộc Hồng Loan phải cho Hồng Phượng đồng sở hữu tài sản hoặc là sang tên hẳn căn nhà cho hai mẹ con cô ta. Nhưng vỏ quyết dày có móng tay nhọn, dù có bất kỳ thủ đoạn nào đi chăng nữa thì chính nghĩa vẫn sẽ thắng theo đúng quy luật của nó mà thôi. Và nhân chứng mới này xuất hiện chắc chắn sẽ khiến khán giả bất ngờ và vui mừng cho Hồng Loan. Mở đầu chính là câu nói quá hay, nghệ sĩ Vũ Linh bệnh tình truyền miên 3 năm liền, chứ có phải đột tử đâu mà không biết biết gì chút để lại, cái gì chẳng có nguyên nhân của nó. Bộ phim Sóng Gió Gia Tộc nhà cậu Năm vẫn chưa kết thúc, nó đang ở giai đoạn gay cấn, nhiều pha trở mặt, lực mặt ngày càng hấp dẫn. Tất cả là tại cái camera mà ra, bao pha tự hủy đi vào lòng đất từ đó mà ra. Lẽ nào cậu Năm lên thiên, chú nhìn thấu bộ mặt của những người luôn nói yêu thương cậu này kia, coi bộ con thương tiền, thương nhà của cậu thì đúng hơn. Nhiều khán giả thắc mắc có một nhân vật mang tên bà Tư xuất hiện trong video trước. Vậy bà Tư là ai mà lại có quyền lực như thế? Có phải là vợ của cậu Năm hay không? Sẵn đây tôi trả lời cho mấy bà luôn. Bà Tư trong truyền thuyết là người bán hột xoàn ở chợ An Đông, tri kỷ của cậu Năm từ năm 1977 đến nay. Bà Tư đã ở phía sau cậu Năm một cách âm thầm lặng lẽ, không tranh thủ làm idol top top như Aikido. Bao nhiêu năm qua, một tay bà Tư lo trong lo ngoài, cửa nhà yên ấm, lo từ chuyện lớn như xây căn nhà số 5 Đại Thị Điểm, căn biệt thự ở Thủ Đức, chuyện cưới sinh của Hồng Loan. Bao lần thấy cậu Năm đi trả nợ cho hai báo thủ, đi năn nỉ xin người ta từng đồng tiền lãi. Những chuyện như cái ống nước, đường dây điện, sửa cái xe cho đến những món phục trang hồ quạt mua về từ Quảng Châu. Ngày chưa mở cửa hàng, bà Tư cũng thường đi theo cậu Năm trong những chuyến lưu diễn ở xa, lo từng bộ đồ, viên thuốc, chân cháo, nhưng chưa bao giờ kể công hay than vãn. Chỉ có bà Tư mới chịu nổi cái tính hay hờn dỗi, nắm mưa thất thường của cậu Năm. Như bữa, alo, chiều nay bán về sớm ghé nhà tôi có chuyện xíu nghe, người ta ghé thì nói tôi giải quyết xong rồi. Ngày còn đi diễn ở tỉnh, bà Tư bận việc để người khác ủi đồ là cũng không xong với cậu Năm đâu.
mọi việc phải tự tay bà Tư thu xếp mới chịu. Mấy đứa con nuôi cậu Năm gọi người ấy là mẫu hậu, má Tư, còn cậu Năm thì gọi bằng cái tên thân thương, bà Tư. Chuyện to chuyện nhỏ trong nhà của một tay bà Tư thu xếp, không nói ra nhưng ai cũng biết bà Tư có vị trí như thế nào trong lòng cậu Năm. Sông sâu thì tĩnh lặng, không phải chụp hình quay video đăng Facebook nhiều mới là tri kỷ. Chấp nhận đứng lùi ra sau, âm thầm đi bên cạnh, chịu nhiều thiệt thòi bởi ông Hoàng thì dĩ nhiên có tam cung lục viện. Vậy mà nửa lòng nào, mẹ con cô Sáu đòi kẹt tên không cho bà Tư hát tiễn cộng năm nhưng tiếng Việt, vì bà Tư không phải là nghệ sĩ nổi tiếng. Bà Tư là ai thì cô Sáu là người rõ nhất mà, đến phút cuối bà Tư cũng đã thấp nhang hướng cậu Năm. Tôi với ông không còn nợ nần gì, tôi cho ông hết đó, ông đừng bận tâm nữa. Cậu Năm nợ bà Tư như thế nào, cô Sáu biết mà phải không? Sao cô nợ đối xử với bà Tư như vậy? Trang sử nào cũ, trang sử nào mới ở đây về cô Sáu? Mấy khi cô Sáu nhớ bà Tư đâu, chỉ khi nào có chuyện liên quan tài sản mới nhớ. Vô bệnh viện thăm cậu Năm cũng kéo ra nói chuyện tài sản. Mở két không có di chúc cũng nhớ bà Tư. Hồng Lan mời con Sen ra khỏi nhà cũng đi gọi bà Tư. May mà bà Tư không qua nhà chứ không là được đi uống trà viết văn tự sự cùng cô Sáu rồi. Khi cậu Năm còn sống, có ai biết chuyện nhà cậu Năm đâu. Nhờ ơn đức của mẹ con cô Sáu mà nay ai cũng biết, kể cả chuyện thân cung bí sử trong nhà. Nhờ cô Tám búng bò nên cả thế giới biết nhà cậu Năm mất tiền mà không có công an. Chỉ mất tiền này cứ từng chỉ rồi đó. Nhà cậu Năm hay mất vào 5 triệu, 10 triệu cứ mất liên tục. Cậu Năm hay bỏ tiền trong ngăn kéo tủ nhỏ nhỏ đâu dự ý. Có lần bà Tư đóng cửa hàng sớm qua thăm cậu Năm, trước khi đi đếm trong báo có 30 triệu, ghé mua cho cậu Năm thuốc 2,8 triệu, còn nhiêu bỏ vô bóp để trong cốp xe. Để xe trong nhà, lên phòng đưa thuốc, ngồi với cậu Năm có một lát rồi về, xuống nhà thấy cốp xe bị mở, cứ nghĩ do mình quên đóng nên không kiểm tra. Về tới nhà, thấy cái bóp không đồng nên gọi qua nhà cậu Năm. Thằng Tê nói cho gà ăn trên sân thượng, nhỏ Sen nó đi tắm nên không biết. Đó, nhà có ba người mà tiền thì mất, cậu Năm không báo công an vì không muốn làm to chuyện. Nhưng điều đó cho thấy cậu Năm nuôi ông tay áo, chú bao dung thì họ càng lớn tới. Họ tưởng cậu không biết gì nên cố diễn trò lố. Cậu Năm của tôi 13-14 tuổi đã ăn cơm thiên hạ, kiếm tiền đem về cho ba mẹ rồi. Mấy việc thì họ không biết, chẳng qua cậu nói hay không. Cậu Năm thừa hiểu luật, hiểu người nên phút cuối quay xe khiến nhiều người vỡ mộng. Mỗi người đều có một khu vườn ký ức, có những góc vườn bí mật của riêng ta. Cậu Năm cũng vậy, kỷ niệm dù vui hay buồn xin hãy trân trọng bản ngã của từng người. Mấy hôm nay, mẹ con cô Sáu rêu ra chuyện đời tư người này người kia, nhất là ai bảo vệ Hồng Lan và ẩn ý chuyện riêng tư của cậu Năm. Hãy dừng lại trước khi quá muộn, hãy tôn trọng người đã khuất. Nếu ông của chết thì đừng trách sao nước biển này mặn. Nếu biết sai thì hãy sửa trước khi quá muộn. Những lúc này mẹ con cô Sáu có quay lại cũng chẳng thấy bờ đâu được rồi. Khi càng ngày mẹ con cô càng tung ra những thủ đoạn thâm độc để hạ bệ người này đến người khác. Cũng chỉ vì nhắm vào khối tài sản mà cậu Năm để lại. Làm vậy để làm gì? Hồng Phượng có sự nghiệp ca hát với tiếng tăm là cháu của nghệ sĩ Vũ Linh thì chắc chắn không ít sự gì sẽ mời. Còn cô Sáu đã không nhà cửa và cũng bước vào tuổi xế chiều. Ăn ở có bao nhiêu nữa mà phải tranh giành, lại đi giành với cháu ruột và làm tổn thương anh ruột, cậu ruột mình. Hay nói đúng hơn là ân nhân của chính hai mẹ con, thật quá vô ơn. Nghệ sĩ Vũ Linh bệnh tình triền miên suốt 3 năm liền, cậu chỉ trở nặng trước lúc mất khoảng 1 tháng, ngoài ra còn tỉnh táo và đi lại. Chẳng lẽ cậu không hiểu việc sẽ lập di chúc hay sao? Nhưng cậu đã không làm vậy, cố tình không biết chứ không phải là không kịp biết, nên hai con Sáu hãy tỉnh mộng đi. Tự nhiên lại nghĩ đến những loài ký sinh chuyên sống bám trên thân thể của loài khác để tồn tại, và đến khi những loài đó chết đi thì bọn ký sinh cũng chết. Nhưng con người lại khác, khi người mà mình bám bỗng nhiên mất đi thì họ cố nhịn nhục để giành lấy những thứ không thuộc về mình để tồn tại, nếu không cũng sẽ chết mà thôi. Thì cái video này gửi đến cho cô Hồng Nhung, Hồng Phượng, chú Vĩ Báo, chú Vĩ Tiểu Linh xem.
đừng có thưa kiện gì hết, thưa cũng không có xử được cái gì đâu nha chị Hồng Nhung ơi. Theo luật pháp thì người ta chiếu theo giấy tờ người ta sẽ xử thôi, còn mình thì giờ mình thưa do miệng mà cái phần này gia tài thì chỉ chia cho con cháu trong người thân thuộc của người ta thôi. Hồng Loan không có thì còn cháu ngoại, còn mình là anh là em là chị là cháu họ thì không bao giờ được chia cái gì đâu mà mình thưa kiện, sẽ tốn thêm những cái phí đóng đồ rất là nhiều nữa, có thiện có hại cho mình thôi chứ không có lợi gì cho mình hết. Phúc An xin cảm ơn cô chú anh chị và cũng như các bạn đã theo dõi video. Cho Phúc An xin một like và đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn, cô chú anh chị và các bạn những video tiếp theo.